Nghỉ lễ kéo dài 5 ngày từ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, du lịch và hàng không dự báo sẽ sôi động nhất từ trước đến nay kể từ sau dịch Covid-19. Năm 2023 là năm cả nước kích cầu du lịch trên tất cả các hãng nội địa đều tung ra chương trình khuyến mãi tích điểm để thu hút và khôi phục thói quen di chuyển của người dân với hãng. Hơn nữa, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày liên tiếp, tạo điều kiện cho mọi người lên kế hoạch đi du lịch trong và ngoài nước sau 3 năm gián đoạn vì Covid-19. Tính đến thời điểm hiện tại, các hãng vẫn liên tục tung mã giảm giá để có thể lấp đầy hết chuyến.